Chap 123, ta trời sinh đã là kẻ phản diện. Kỳ Lân Tử và Diễm Oánh Thiên Nữ chết cả rồi, nghe nói là Doanh Xương làm. Lúc đó không ngờ Cố huynh còn có lòng tốt thay chúng giải vây, e rằng Cố huynh cũng không ngờ mấy ngày này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc đó nếu để thánh nữ của Nhân Tổ Điện giết chết Doanh Hoàng Tử thì chắc bây giờ sẽ không có những chuyện này. Lúc đó chắc Doanh Hoàng Tử giả vờ yếu thôi, muốn che giấu mọi người, nếu hắn ra tay toàn lực, dù là độc tôn thì cũng sẽ gây nguy hiểm cho tỷ tỷ của hắn. Ây, mau chạy qua đó đi. Thiên Hoàng Sơn, dám giết thiếu chủ ta, thù này không đội trời chung. Ngươi luôn miệng nói có liên quan đến ta, nhưng những ngày này ta luôn ở bên cạnh muội muội mình, không hề rời đi, ngươi có chứng cứ gì? Chuyện tới nước này mà ngươi còn ngụy trang, ngươi tưởng chuyện ngươi ở chiến trường Âm Tuyệt giành lấy bổn nguyên của thiếu chủ nhà ta có thể che đậy kín hết sao? Vậy mà không biết gia tộc ta đã dùng được bí pháp truyền ngôn rồi. Ngươi chính là người kế thừa ma công. Ngươi ngậm máu phun người, ta và Kỳ Lân Tử không thù không oán, tại sao ta phải hại hắn? Các ngươi có bí pháp quái gì, ai biết là thật hay giả? Bí pháp của tộc Kỳ Lân Hoàng Kim ta có biết một ít, không ngờ Doanh Xương lại to gan như thế. Diệp huynh, chỉ là có chút kỳ lạ, tại sao hắn lại vội vã như vậy mà lại liên hoàn giết luôn hai người? Chắc là hôm đó tỷ tỷ đã gây sức ép cho hắn quá, khiến hắn nhanh muốn gia tăng sức mạnh của mình. Con đường ma công này không chỉ tàn nhẫn mà còn giả hoạt, tên này vẫn còn đang diễn đó. Đừng tưởng đằng sau ngươi là Thiên Hoàng Sơn, có phụ thân là Danh Thiên Hoàng thì muốn làm gì cũng được. Ta nói cho ngươi biết, thân là người kế thừa ma công, ngươi sẽ được nghênh đón kẻ địch nhanh chóng thôi. Các ngươi đang vu khống, ta vì danh sách của Chân Tiên Thư Viện nên mới cố gắng giết sinh linh Âm Tuyệt, cùng bằng hữu tối ngày bầu bạn, trời đất chừng dám. Ta nhớ giữa trận chiến, Điện Hạ hình như có từng rời đi. Với lại năng lực của Điện Hạ. Các ngươi nói gì thế, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi, mà cũng phải báo cáo với các ngươi hả? Ca. Nhưng mà, gần đây tại sao tính tình của Kaka lại biến đổi lớn như vậy, tại sao thực lực lại giảm mạnh, còn cả nhiều hành động kỳ lạ nữa? Tiểu Ngọc, đến muội cũng nghi ngờ ta. Đến người bên cạnh cũng không giấu được, còn gì đáng nói nữa đây? Giờ lão phu phải bắt ngươi, mang về tộc ta, chờ xử lý. Đó là chí tôn khí, chấn hồn cổ linh mà Danh Thiên Hoàng luyện chế cho con trai. Phong tỏa không gian, kết giới này dễ vào nhưng không dễ ra, hắn che giấu kỹ thật. Ở đây nhiều người như thế, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận à? Đã nói một vạn lần ta không phải người kế thừa ma công, ta bị oan. Tại sao các ngươi không tin chứ? Thiếu chủ, người đang làm gì thế? Người làm vậy có xứng với Danh Thiên Hoàng không? Khổ Hải Thiên Nhai quay đầu là bờ, cùng lắm thì phế đi ma công cấm kỵ thôi. Kaka, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Kaka, muội còn coi ta là Kaka sao? Nếu ta là Kaka muội, thì muội sẽ vì vài ba câu của người khác mà hoài nghi ta à? Không phải đâu Kaka. Đủ rồi, không cần nói nữa. Nếu các người không tin ta vậy thì... Cái gì? Trốn mau, Doanh Hoàng Tử điên rồi, hắn định giết hết tất cả. Ke, phản kháng lại chủ của ta, đừng có hỏng trốn thoát. Là ma khí, với lại còn là đại thánh cảnh. Chẳng trách lại không phí sức mà giết chết hai thiên kiêu, hóa ra là giấu thủ đoạn này. Tham kiến người kế thừa, xin ngài yên tâm, nay không ai có thể sống sót rời khỏi. Ba đại thánh có hơi thở ma khí, Kaka, huynh còn muốn phủ nhận sao? Ta nói ta không quen ba tên này, mọi người sẽ tin chứ? Là có người cố ý hại ta, trông thì có vẻ giúp ta, nhưng... Chuyện tới nước này mà huynh còn diễn nữa sao? Kaka huynh có lỗi với sự nuôi dưỡng của Thiên Hoàng Sơn. To gan người kế thừa đâu phải người có thể chửi mắng. Lão tử còn chưa nói gì mà. Làm sao đây, chúng ta rất khó đối phó với đại thánh cảnh.
tất cả rõ hết rồi, chuyện tới mức này, e rằng cá chết lưới rách. Khụ khụ khụ. Doanh Xương, không ngờ ngươi lại điên cuồng như vậy, đến ta cũng muốn giết. Còn dám nhiều lời, đi chết đi. Không, không phải thế đâu, này, mau dừng lại. Dừng lại, đừng hòng khiến Doanh Ngọc cô nương bị thương, cái gì? Ố, công tử. Cố Trường Ca. Là Cố huynh. Trường Ca thiếu chủ, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. A, à, tỷ, Cố huynh. Không ngờ huynh ấy lại xông vào vòng phong tỏa của trấn hồn của Linh để cứu chúng ta, thật không tin được. Doanh huynh, ma công cấm kỵ vốn là vật đã biến mất từ lâu, sao huynh còn cố chấp như thế? Yên tâm đi, Cố mỗ vô cùng quý mến huynh, có lẽ chúng ta cũng có thể ngồi xuống uống trà, nói chuyện thiên hạ mà. Cố Trường Ca, ngươi bớt giả vờ làm người tốt đi, mọi chuyện chẳng lẽ là do ngươi giở trò à? Trong lòng ngươi cũng hiểu ta chẳng phải người kế thừa ma công gì hết. Xem ra nói nhiều cũng vô ích, Cố mỗ tự nhận cũng không phải lương thiện, nhưng cũng tuyệt đối không nhìn được kẻ giết hại đồng bào tu sĩ, thậm chí còn ra tay giết em gái của mình. Như thế đi ngược lại thiên lý thế nào, ta phải thay trời hành đạo. Trường Ca thiếu chủ, chuyện tới nước này, hắn còn muốn tạt nước bẩn lên người huynh nữa, đúng là tâm địa độc ác. Tên này và thuộc hạ hắn đã giết nhiều bằng hữu của ta rồi, không thể tha cho hắn. Đúng, nhất định không được tha cho hắn. Đám ngu xuẩn các ngươi đã bị chơi đùa trong lòng bàn tay mà không biết. Cố Trường Ca chính là tên tiểu nhân âm hiểm, người kế thừa ma công yên tâm, bây giờ bọn ta sẽ giết hắn. Cố công tử cẩn thận, đây là hai đại thánh đó. Không sao, giờ cũng chỉ có thể bảo vệ được các ngươi thôi. Một đám tìm chết, ta xem ngươi chịu được bao lâu. Ừ, Trường Ca thiếu chủ. Quả nhiên là quá mạnh, dù gì đó cũng là hai đại thánh cảnh. Cố mỗ tu đạo nhiều năm, từ đầu đến cuối luôn tin rằng ta không thể thắng chính. Đây là chí tôn khí. Không ngờ Trường Ca thiếu chủ có thể một mình sử dụng chí tôn khí. Thật không hổ là người đứng đầu chính đạo. Ăn cướp còn la làng, ngươi mới là tà. Xem ta dùng trấn hồn cổ linh đây. Người kế thừa, trên người tên đó hơi kỳ lạ, chúng ta tạm thời rút đi đã. Không sai, nay không tiện đấu tiếp, hôm khác tới lấy bổn nguyên của chúng. Thả ta ra, các ngươi rốt cuộc là ai, ta không quen các ngươi. Người kế thừa, đừng bướng bỉnh nữa, mau rời đi thôi. Thả ta ra. Doanh hoàng tử trốn rồi, kết giới mở ra rồi. Trường Ca thiếu chủ đẩy lui Doanh hoàng tử và tổ chức ma công của hắn rồi. Nhưng tiếc là, đối thủ quá mạnh, không thể giữ chúng lại được. Ụ, Trường Ca thiếu chủ, không sao chứ. Cố công tử, Cố huynh, xin lỗi các vị, ta cưỡng chế sử dụng chí tôn khí nên mới bị phản vệ. Không thể giữ chân chúng là lỗi của ta. Đã kết thúc tập 123 của bộ truyện tranh Ta Trời Sinh đã là nhân vật phản diện rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông Dân Mê Chuyện một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.